anh luôn tin rằng là anh kiểu gì sau này anh cũng giàu và kiểu gì sau này anh cũng sẽ thành công. Các em có thể đi theo tiếng gọi của trái tim mình nếu như các em tự chịu trách nhiệm được với cái điều đó. Mà anh càng ngày anh càng đi làm thì anh càng nhận ra là những cái vấn đề mà anh gặp với là bố mẹ của anh thì 99% nó đều là do anh không hiểu bố mẹ của mình. Những cái người bạn mà các em gặp ngày hôm nay, đâu đó trong 3 năm nữa, đâu đó trong 5 năm nữa, họ sẽ là một phần rất quan trọng của cuộc đời của em sau này. Anh nghĩ là cho tới bây giờ thì anh không thể nói là anh hài lòng với tất cả những gì anh có bây giờ. Tuy nhiên ít nhất là tại thời điểm này anh hạnh phúc với lại những gì mà anh đang trải qua. Đây là lần đầu tiên anh tới chùa Ba Vàng và anh thật sự là rất là ngạc nhiên bởi vì cái quy mô đồ sộ của như vậy, như là lần đầu tiên mà anh cảm nhận được là nhiều bạn trẻ trong chùa đến như vậy. Hồi sáng khi mà anh được giới thiệu về cái tên dân gian là vì sao lại đây là chùa Ba Vàng thì anh cảm thấy rất là thích. Thì vì cảnh quan anh nghĩ rằng là một trong những ngôi chùa mà anh đã từng đi nhiều chùa, nhưng anh nghĩ đây là một trong những ngôi chùa mà đẹp nhất mà anh từng đi. Về các thầy, anh thấy các thầy luôn rất là niềm nở, luôn rất là chân tình và luôn rất là chào đón. Anh không có quá nhiều kinh nghiệm tiếp xúc các thầy, nhưng mà khi mà anh gặp các thầy thì anh có cảm giác rằng là anh nói chuyện với các thầy rất là thoải mái. Và anh chưa trải qua cái điều này bao giờ. Anh ước là anh đã biết về chùa mình sớm hơn chứ không. Anh ước là anh đã được có cơ hội tới về chùa mình sớm hơn. Tới từ những cái ngày đầu thì anh được nhìn thấy cái sự phát triển thì anh còn hạnh phúc hơn nữa. Cảm xúc lúc đầu tiên của anh thì rất là hồi hộp bởi vì anh chưa bao giờ trải qua một cái không gian mà nói chuyện với nhiều người đến như vậy. Tuy nhiên đó là trong quá trình mà anh nói chuyện thì anh nghĩ là bởi vì cái sự thân thiện của các bạn ở trong khóa tu của mình dẫn tới việc đó là anh cảm giác rằng là anh giữ được bình tĩnh hơn và sau đó là anh nói chuyện thoải mái hơn so với lần ban đầu. Lúc ban đầu khi mà anh nhận được là mời từ thầy thì anh cũng không nghĩ là mình sẽ đi đâu, nhưng mà khi mà anh nghe tới chùa và anh thật sự là ban đầu là anh đã biết tới chùa Ba Vàng của mình từ trên mạng xã hội, từ trên truyền thông rất là nhiều. Anh và tới vì lúc mà anh nhận được lời mời thì anh cảm thấy là rất là ngạc nhiên và anh cảm thấy rất là hào hứng để mà anh đi tham gia. Và anh nghĩ là cho tới tận thời điểm này thì anh không có bất kỳ điều gì làm cho anh cảm thấy hối hận bởi vì cái quyết định ngày hôm nay. Anh cảm thấy rất là vui bởi vì em biết không, nghĩa là mỗi khi mà anh đi nói chuyện thì thật ra cái cảm giác vui nhất đó là khi mà được người ta hỏi thì mình nói chuyện có hay hay không, mình nói chuyện mà có truyền cảm hứng cho người ta hay không là do người ta có hỏi hay không. Thì anh nghĩ là các bạn đã tới với khóa tu của mình thì các bạn, anh nghĩ tâm tính của các bạn đều tốt và có thể là các bạn cũng giúp đỡ cho anh hoàn thành được cái vai trò mà anh ngày hôm nay anh nói chuyện ngày hôm nay. Vậy nên là anh rất là cảm ơn các bạn đã tham dự cái khóa tu của chùa Ba Vàng mình ngày hôm nay. Khi mà anh càng làm quy mô công ty càng lớn hơn, anh nghĩ rằng là đúng nghĩa rằng là anh mượn rất nhiều cái triết lý của Phật ở trong. Một đó là khi mà mình đối xử với con người ở trong nhân viên công viên mình càng công ty mình càng ngày càng lớn mà, nếu mình đối xử với người ta tử tế thì người ta sẽ luôn tử tế với mình. Và ngay cả khi mà người ta không làm với mình nữa thì lúc mà người ta nghĩ thì người ta cũng sẽ nói tốt về những điều tốt đẹp về cái công ty mình. Thì đó là nhất. Cái thứ hai nữa rằng là anh luôn tin rằng là cái công ty mình làm được, mình giúp cho cái xã hội ngày hôm nay thì sau này xã hội sẽ giúp lại cho công ty mình sau này có nhân có quả. Thì đó là những cái điều mà từ cái người đi làm như anh thấy là đúng với là những cái điều mà ở trong Phật. Các bạn hãy cảm thấy trân trọng cái cơ hội các bạn có tại chùa Ba Vàng ngày hôm nay, vì đây chính là những cái cơ hội sẽ đi cùng với các bạn cả cuộc đời. Ngay từ đầu anh đã có ấn tượng tốt về thầy rồi, tuy nhiên chỉ là khi sáng nay anh được nghe kể câu chuyện thật thì anh mới thấy là thật sự đó là những câu chuyện của người thật về thật. Anh nghĩ rằng là thầy là một người rất là tốt, có những cái khó khăn của người trần á, người thường, và những cái khó khăn đó là rất là gần gũi và nó rất là đúng với là chính cái cuộc sống của anh. Nên mặc dù là anh chưa có gặp nhưng mà anh rất là quý thầy và anh nghĩ rằng là đó là những cái điều mà anh cảm giác rằng là anh rất là thích cả thầy mà dù anh chưa gặp mặt trực tiếp.
đầu tiên là sư phụ rất là chân tình, thật sự là sư phụ rất là gần gũi hơn so với những gì mà anh nghĩ rất là nhiều. Sư phụ nói anh hồi giờ thì anh ít quan tâm tới Phật pháp, tuy nhiên mà những gì mà sư phụ nói thì anh rất là gần gũi, đúng đi vào lòng người, đúng với những gì mà, nghĩa là đi vào trong con người anh. Sư phụ kể những câu chuyện rất là thật, đúng với cuộc đời của sư phụ. Và anh là người đi làm kinh doanh thì anh biết rằng là những câu chuyện gì là câu chuyện thật và câu chuyện gì không thật. Thì anh đấy lý do tại sao anh quý sư phụ và anh thích những cái câu anh thích những câu chuyện mà sư phụ kể, bởi vì đó là những câu chuyện mà, từ những gì mà sư phụ đã trải qua. Thật ra sau khi nói chuyện với sư phụ thì con rất quý sư phụ và rất và chắc chắn rằng là trong vài tháng nữa là con sẽ quay lại đây thăm sư phụ. Xin cảm ơn anh Nguyễn Hoàng Trung đã dành thời gian quý báu của mình đến giao lưu chia sẻ và chuyển trao những kinh nghiệm thực tế của mình đến với các em khóa sinh. Và ban tổ chức mong mỏi rằng qua chương trình giao lưu ngày hôm nay, tất cả các em khóa sinh ở đây sẽ có những kiến thức cơ bản về lập nghiệp để có những định hướng trong tương lai của mình.